hải sản Hoàng Gia hân hạnh đồng hành quà tặng cùng chương trình. The Malibu Hotel hân hạnh đồng hành quà tặng cùng chương trình. Trái tim em rộn lên, không bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ. Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây. Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua. Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt. Thuyền đã sang ngang làm cho con sông không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mất anh là đau thương dù con vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có thật. Em chờ anh. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây. Đôi mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua. Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt. Thuyền đã sang ngang làm cho con sông không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mất anh là đau thương dù con vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt. Thuyền đã sang ngang làm cho con sông không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mất anh là đau thương dù con vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có. Thank you.
cơn mưa đêm nay ướt đôi mi cay. Yêu thương khi xưa đã không còn nữa. Khi anh ra đi em vẫn không tin người thay đổi. Em mong cô đơn suốt bao đêm dài. Bao nhiêu tâm tư sẽ chia cùng ai. Môi hôn khi xưa tan nát trong mưa. Cùng lời anh hứa. You're breaking my heart, breaking my soul. Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu. Cứ thế quên em đi, yêu dấu nay còn gì. Anh ra đi ta chia ly, thương tiếc chi. You're breaking my heart, breaking my soul. Còn lại gì sau những đắm đuối trên môi. Em chẳng mơ chung đôi, em sẽ quên anh thôi. Dù cho nỗi đau hôm qua vẫn còn phía sau. Xuân trôi nhanh vết thương chưa lành. Em thôi mong manh và sẽ thôi chờ anh. Mong cho tan nhanh hơi ấm hôm nào. Giờ tựa chim bao. You're breaking my heart, breaking my soul. Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu. Anh ra đi ta chia ly, thương tiếc chi. You're breaking my heart, breaking my soul. Còn lại gì sau những đắm đuối trên môi. Em chẳng mơ chung đôi, em sẽ quên anh thôi. Dù cho nỗi đau hôm qua vẫn còn phía sau. Bao nhiêu lâu nay tình yêu chặt nhưng sao mình em ôm bao đau đớn. You're breaking my heart, breaking my soul. Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu. Cứ thế quên em đi, yêu dấu nay còn gì. Anh ra đi ta chia ly, thương tiếc chi. You're breaking. Chẳng mơ chung đôi, em sẽ quên anh thôi. Dù cho nỗi đau vẫn còn phía sau. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Studio số 6. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và nếu như quý vị khán giả đang tìm kiếm một chương trình âm nhạc với những trò chơi vui nhộn, thú vị nhưng cũng không kém phần thử thách thì điều đó có tại Studio số 6. Và tại đây tất cả những chất liệu âm nhạc như giai điệu, vũ đạo, lời nhạc đều được chúng tôi sử dụng và biến hóa một cách
độc đáo qua từng vòng chơi và chắc chắn hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị khán giả một không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc. Cùng với những bản hit cực hay hay những bản mashup tuy quen mà lạ. Hay quá. Rất là tuyệt vời. Nghe là thấy là muốn coi chương trình liền đúng không quý vị? Quá hấp dẫn rồi. Nhưng mà hấp dẫn hơn nữa đó chính là sự xuất hiện của hai đội trưởng luôn xuyên suốt cùng với chương trình Studio số 6 của chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay cho Lâm Vĩ Dạ. Quang Trung. Phải nói là ba chị em ngày hôm nay của chúng ta mặc những cái trang phục nó rất là lộng lẫy. Dự đoán là cái số này nó sẽ bùng nổ dữ lắm đây. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai nhỉ? Khách mời họ cũng sẽ mang đến những cái màu sắc tươi sáng và đầy sức sống cho chương trình của chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Tiến tới. Cái tên nghe là thấy thắng rồi. Thật sự luôn á, mà không biết là đứng ở bên phía chị Dạ nữa nha. Nhưng chưa chắc người ta chịu về với đội chị. Chị nói vậy thôi à. Mình hãy chọn khách mời. À, để khách mời giới thiệu chứ đã. Đúng rồi. Các bạn khách mời hãy tự giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết nha. Trước đi cưng. Em xin chào tất cả mọi người, em chào các anh chị. Em là Như Phương Nam, hiện tại đang là ca sĩ và diễn viên ạ. Hay quá. Em xin chào tất cả mọi người. Chào các anh chị, các em ở đây. Em tên là Lê Nhân và em đang là diễn viên ạ. Cho hỏi anh Lê Nhân diễn viên có quen diễn viên chị Cano không ạ? Không, đó là vợ em. Chị Cano là vợ em và những khi mà em xuất hiện thì vợ em không xuất hiện. Phải tránh gặp một người. Tránh gặp một người. Chứ hai người xuất hiện cùng lúc ta tưởng chị em sinh đôi. Rồi cãi nhau đồ này kia rồi mệt lắm. Vậy hả? Chia sao rồi chị? Đây bên này nè. Xin mời các bạn. Xin chào quý vị khán giả, xin chào mọi người. Hôm nay chị Thanh tới đây để vừa hát vừa quẩy. Đó, tung tẩy luôn. Wow. Đúng tinh thần. Ngắn gọn xúc tích. Quẩy tới bên chị ơi. Xin chào tất cả mọi người và chào tất cả các anh chị. Thì em là Tiến Tới và hiện tại thì em đang hát những cái bản cover ở trên mạng xã hội. Nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng trước khi để mà vào được những thử thách của chương trình là chúng ta chọn đội chơi. Ở đây có hai đội trưởng hồng lè hồng lét nha. Rồi đó, và bây giờ thì bốn khách mời của chúng ta sẽ lựa chọn đội trưởng mà mình muốn về. Sao em định làm bằng gì? Giống như là mentor mà chọn thí sinh vậy đó. Thật ra là mình cũng không có quá nhiều những cái kỹ năng đồ ghê gớm thượng thừa, nhưng mà mình chỉ nói đơn sơ vậy thôi. Vô đội mình á, không thắng á thì thua. Không quà thì phần lớn nó sẽ thắng à. Dạ, còn nếu không thắng được thì cũng nhờ chị Sam đẩy cho vô à. Người của chương trình có quen biết. Một lời thuyết phục, không thuyết phục lắm. Không thuyết phục lắm. Nghe là thấy không ấy rồi. Còn chị Dạ? Tới tôi chưa? Tới rồi. Đây là phần phát biểu của tôi. Wow. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Lắp bí dạ, lắp bí dạ, lắp bí dạ. Vừa lầy vừa là, hãy chọn em đi ạ. Mà thắng cái khúc nào chị? Vậy là cái khúc đó là chị đi một mình đúng không? Nope. Nhanh cứ gọi mọi người chọn. À, hai bạn là không đi chung hả chị? Hả? Không, đi chung với chị. Đi chung đó. Các bạn hãy dẹp bỏ những sự vô tri vừa rồi của hai đội trưởng. Hãy nhìn vào những cái tốt, cái đẹp của chúng tôi mà chọn đi nào. Thật sự thì em rất là thích nghe những cái bài hát do anh Quang Trung hát. Mời về bển. Khoan, nhưng còn chữ Nhân đúng không? Nhân chị. Em rất là thích cái slogan của chị Dạ. Nên em rất là hy vọng là sẽ được về cùng đội với chị Lâm Vĩ Dạ. Hay quá. Welcome to the team Lâm Vĩ Dạ. Vậy đó mà chưa gì xua đuổi nhỏ rồi. Tiếp theo, chị Sĩ Thanh. Sau cái phần mà hai đội trưởng giới thiệu show up về mình thì thực sự Quang Trung quá lu mờ cho mắt của chị rồi. Chị hướng toàn bộ ánh mắt của chị về Lâm Vĩ Dạ. Đó là chiến thuật của em đó. Nếu mà chị đã chọn Lâm Vĩ Dạ là đúng chiến thuật rồi. Quá duyên dáng, quá xinh đẹp, trừ giọng hát. Cho nên là xin lỗi, Thanh Nghị là Thanh Ninh về Quang Trung từ giọng mời hát. Mời. Em nói chị rồi, phải tốt. Người ta nói hết câu đi thì chị hãy biểu cảm, đừng có biểu cảm quá sớm. Rồi,
Bây giờ Lê Nhân nè. Vâng, dạ. Nam với lại anh Nhân chọn ha. Thật ra là một bên là chị Lâm Vĩ Dạ, một bên là Quang Trung, là một bên tình bên nghĩa, em không biết chọn bên nào hết. Dạ, Quang Trung là một đứa em yêu của em là bên tình, còn chị Dạ là người chị của em là bên nghĩa, em không biết chọn bên nào hết. Ủa? Đi về hả chị? Nhưng em thấy nhưng em thấy là thực sự là bốn người chơi ngày hôm nay á, là chỉ có một mình em là diễn viên không phải ca sĩ thôi, còn lại ai cũng biết hát hết. Đó, cho nên là em cần chọn về người nào, đội trưởng nào có ưu thế về giọng hát thì em nghĩ đó là Quang Trung. Wow. Em nghĩ là đứa em của em Quang Trung. Dạ. Vậy là đội mình. Đúng rồi. Vậy là Nhâm Nam em tự giác đi về bên này. Đúng rồi, tự giác đi, cần đừng phát giác. À, Nhâm Phương Nam cũng hợp với bộ đồ của bạn Tiến Tới luôn. Không, nhưng mà tự nhiên chị già. Vô luôn. Chị đứng giữa hai bạn này, chị giống như đóa hoa vậy đó. Mẹ dẫn hai con đi khai giảng hả mẹ? Mẹ dẫn hai em đi khai giảng phải không? Được vậy đó Trung ơi. Rồi bây giờ chúng ta đã ổn định đội hình rồi, mình hãy đặt một cái tên đội gì đó để có một cái sự gắn kết với nhau nào. Mình đã có tên chưa ạ? Hoa hồng đen. Chúng ta đã có đội hoa hồng đen. Rất quyền lực, nghe tên là đã thấy là gai góc, dữ dội và cá tính. Vậy bên đây mình là... Tụi em là bông màu cam. Đúng hoa hồng đen, bông màu cam, nhớ nhức đầu á, nhớ đường về tôi làm. Đúng rồi, em làm cho nè, hai đội mình. Rồi, chúng tôi giới thiệu đầu, chúng tôi là đội hoa hồng đen. Chúng tôi là đội bông màu cam. Ok, xin mời cả hai đội về vị trí. Về vị trí ạ. Nhạc với thử thách đầu tiên của chúng ta sẽ có tên là ai nhanh ai đúng. Cái này chơi sao nè, đơn giản lắm, mình trả lời câu hỏi, mình sẽ có những cái câu hỏi của chương trình và mỗi một lượt á thì mỗi đội sẽ cử ra một thành viên lên thi đối kháng với nhau và chúng ta sẽ vượt qua thử thách để giành quyền trả lời câu hỏi. Vượt qua như thế nào ạ? Ở đây chúng ta sẽ có một cái sợi dây mà chương trình cho để tập thể dục. Khi mà Sam đọc câu hỏi xong và với khẩu hiệu là hết thì cả hai thành viên ở đây chúng ta phải nhảy được 5 cái. 1, 2, 3. Đâu nhảy 5 cái đi ạ. Mình không làm khó vậy đâu. Rồi mình nhảy 5 cái nha. Sau đó mình sẽ nhảy lò cò. Nhảy lò cò vượt qua những cái chướng ngại vật như thế này. Đó, bạn nào mà mang giày cao gót thì khuyến khích mở giày ra. Và khi mà ai lên tới đây, đó cầm vào chiếc micro đó. Khi mà cầm vào là chúng ta sẽ giành được quyền trả lời câu hỏi. Trả lời đúng, đội đối thủ của chúng ta nhận một cái hình phạt. Còn nếu như mà mình trả lời sai, đồng đội của chúng ta sẽ nhận hình phạt. Còn bây giờ thì hai đội chơi hãy cử ra thành viên nào sẽ tham gia thử thách đầu tiên. Mình nói là ai vậy? Các em, ở đây ai là người trẻ và khỏe nhất? Chị nhìn chị cũng biết rồi đó. Nam. Đúng vậy. Nam. Bên đó Nam thì bên đây là phải là Trung Nguyên Nhân đi. Chứ em sẽ cử một cái người mà di chuyển dễ dàng nhất trong đội tụi em ra. Đúng chị rồi. Sĩ Thanh. Đúng rồi. Dễ. Không hề khó khăn gì hết. Dễ dàng. Đó. 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 Nhẹ nhàng. Chị ơi, chị định nhảy bằng cây cà kheo này hả? Đúng. Chị định nhảy bằng cây cà kheo này hả? Đúng rồi mọi người, cái đó cây là xì tai của mình. Hiểu không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà có cái sự gần gũi mới đây ạ? Cái không, gì chúng vậy? Chúng ta hội ý kiểu một sự đấu tranh ngầm ở trong đó. Cái đó là chiến thuật của đội chúng tôi thôi ạ. Thôi trao tôi đổi. Cảm thấy không ổn rồi. Chắc tôi phải ra quân thôi. Tôi thi với lại Sĩ Thanh. Đội Lâm Vĩ Dạ. Đúng là một người mẹ mà. Sĩ, bây giờ đổi Lâm Vĩ Dạ thì đội tôi cũng đổi luôn. Ủa gì kỳ vậy mọi người? Không, đổi vậy thôi, tháo giày thôi. Nghỉ chơi luôn. Tháo giày hả? Hồi nãy người ta nam người ta sẽ nhường mình đúng không? Còn bây giờ đưa ra như vậy mình phải tháo giày. Ok. Ủa Sĩ Thanh đâu rồi? Đây nè. Ôi, hồi nãy
Hơi cao đúng không? Nó cũng có ha. Cũng cỡ mấy tấc chứ mấy. Nhớ nha, hết thì mình mới bắt đầu nhảy nha. Câu hỏi đầu tiên, mọi người hạn chế quơ dây vào mặt nhau. Ok ok. Rồi câu hỏi đầu tiên, trong bài Ghen của Eric. Ghen. 2 giờ sáng gọi không nhấc máy, vậy 3 giờ sáng chàng trai làm gì hết? Cổ vũ nào mọi người ơi, cổ vũ nào có bên. Nhảy là coi, nhảy là coi, nhảy là coi, nhảy là coi. Yeah 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 yeah. Không. Không. Và đó là đáp án. Và đó là đáp án. Sai. Quá sáng thì làm đội của mình khóc. Em nghĩ 3 giờ thì ngủ thôi chứ chị Thanh khóc chi dữ vậy. Trời ơi, 3 giờ đi ngủ chứ làm gì. 2 giờ rồi không mất mấy tức khóc. Thấy không, ghen mà khóc. Mọi người có nhớ cái bài đó không, có nhớ cái khúc đó hát sao không? Bởi vì anh ghen, ghen mà. 3 giờ sáng nhắn tin, 3 giờ sáng căn phòng khuya đang ấm áp. Bông dòng tin nhắn chợt lướt qua. Đó. Chị hát hả chị Sam? Chị đang hát á hả? Chị hát á hả chị Sam? Ồ, đó là 3 giờ sáng mà nhắn tin á hả? Nhắn tin. Thức khuya dữ vậy. Ê mọi người, ở đây chị không có trả lời, nhớ nhắc chị nha. Ủa, nhắc là bị bắn. Ủa, không nhắc là được bị bắn. Nhắc cũng bị bắn luôn nha, bị phạt nha. Bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Tôi chỉ thấy nhảy dây không phải là lợi thế của tôi. Chị Thanh có vẻ lợi thế hơn. Ôi, nên chị Thanh có thể nhường tôi phần nhảy dây không? Vậy là bạn nhảy dậy đi. Dậy đi, tôi sẽ nhường bạn 3 cái. Ok, cảm ơn bạn. Trời ơi, chị Thanh ơi, chị trúng 7 rồi. Ủa vậy hả? Câu hỏi tiếp theo. Ca sĩ Quang Vinh và Bảo Thy từng ở ngôi nhà nào hết? Nhảy đi chị. Một, chị Sĩ Thanh. Nhảy đi chị Thanh ơi. Chị Thanh ơi. Ngôi nhà có hồng. Chính xác. Ủa có hả? Cảm thấy có một sự cài cắm ở đây. Hồi nãy em định trả lời quận 7 á. Ủa Trung ơi, tự nhiên trả lời quận 7. Chú có biết hai người đó ở nhà nào đâu. Đúng rồi đó. Thật ra tôi chỉ may mắn thôi. Không nhường nữa. Ok, không nãy nhường nữa nha. Nãy giờ là đội em là chạy rô đai đó. Giờ mới bắt đầu chạy nè. Tôi ngu một lần rồi thôi chứ. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta. Phạm Quỳnh Anh đã từng gặp vấn đề gì về mắt khiến rơi chị nước mắt hết? Nhảy đi chạy, cố lên chị. Bụi bay vô mắt. Bụi bay vô mắt. Bụi bay vô mắt. Mắt là bắn à. Vâng. Bay vào mắt. Trời ơi. Bay vào mắt. Ủa, bụi bay vô mắt chứ vào mắt khác gì vậy? Không lẽ lúc chị Phạm Quỳnh Anh chị hát là bụi bay vô mắt chứ em đâu khóc đâu. Bụi bay vô mắt chứ em đâu khóc đâu. Bụi nào mà vô vô con mắt chị. Như vậy là ở trong lượt này của chúng ta thì đội Hoa Hồng Đen đã giành một lượt thắng. Chúng ta hãy cử thành viên tiếp theo đi ạ. Nam luôn đi, Nam lên luôn. Nam vậy, ra đi. Anh lên nha. Dạ anh lên luôn. Vậy bên này sẽ là Nhân nha. Cả hai đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Trúc Nhân trong MV Lớn Rồi Còn Khóc Nhè bị mẹ rượt đánh vì làm mất xe đạp, đúng hay sai? Hết đi, nhảy đi. Nhảy đi, Nam đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Ok, cậu rồi nha, đủ rồi. Nam ơi, Nam ơi. Anh Nam ơi. Đúng hay sai, đúng hay sai. Nam ơi, trả lời đi. Thực ra là em chưa có xem MV này luôn. Anh đừng có nhìn mẹ, trả lời đi. Sai. Trả lời đi. Nam ơi là Nam. Thằng bé chạy nhiệt tình. Con để người ta bắn mẹ. Thằng bé tự tin chạy lên giật cái micro như đúng rồi, tưởng là sẽ trả lời đúng. Ai ngờ sai. Đáp án của chúng ta là đúng thì mới là đúng. Thì tôi đâu có nhắc, tôi chỉ như là hết giờ rồi. Ok ok. Nào câu hỏi tiếp theo nha. Câu hát vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai là lời trong bài hát Đúng Cũng Thành Sai do ca sĩ Mỹ Tâm thực hiện, đúng hay sai hết? Nhảy 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 đúng đạo nhảy đi nhảy 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 đúng 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 hay sai? Dạ sai ạ. Sai. Cho tôi hỏi đáp án đúng là gì? Đáp án đúng là nằm trong bài hát Anh ơi anh ở lại. Chính đúng xác rồi đó, đúng rồi. Câu hỏi
cuối cùng của lượt này nha. Cố lên đừng có giữ hình ảnh gì hết. Ngồi chơi tới đi Nam. Trong bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, người chị bán câu ở chợ Cầu Đông đúng hay sai hết? Tôi thấy bạn Nam đã cao. Nam trước trả lời nha. Đúng ạ. Đúng. Và đó là đáp án. Sai rồi. Người ta bán không có bán câu đâu. Người ta là chợ Cầu Bông. Chợ Cầu Bông. Chợ Cầu Bông. Cái gì vậy chị? Gì vậy bà? Bắn thêm cái nữa. Bắn thêm một cái nữa. Ủa tôi nhớ là chị tôi bán dâu ở chợ Cầu Bông. Em nhớ là chợ Cầu Đông mà ta. Đông. Cầu Đông đúng rồi, nhưng mà là bán rau rồi, bán chứ không phải là bán, chứ phải bán câu. Như vậy là lượt thắng ở trong phần thi đấu này đã thuộc về đội Bông Màu Cam. Tỷ số của chúng ta đang là 1-1, có nghĩa là lượt thi đấu cuối cùng của Quang Trung và Tiến Tới sẽ quyết định xem đội nào thắng trong lượt này nha. Và trước khi đến với lượt thi đấu cuối cùng để xem đội nào giành chiến thắng ở trong phần thi này, thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Với studio 66 và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với lại thử thách ai nhanh ai đúng. Tới luôn, tới luôn, tới luôn chị. Đây là một câu hỏi lựa chọn đáp án nha. Dạ. Ca sĩ nào giữ kỷ lục xuất hiện top 10 nhiều nhất tại giải thưởng Làn Sóng Xanh? A. Đàm Vĩnh Hưng, B. Mỹ Tâm và C. Đan Trường hết. Trời quá dữ. Dạ em nghĩ là anh Đan Trường ạ. Em chuẩn bị rồi được không? Sai, đó là một đáp án sai. Vậy Trung ơi, mình có câu trả lời khác không? Anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Anh Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng chính xác. Đó là đáp án chính xác. Tại vì anh Đàm Vĩnh Hưng là 15 năm nè, chị Mỹ Tâm là 12 năm và anh Đan Trường là 7 năm. Câu hỏi tiếp theo như sau. Tính đến tháng 8 năm 2022, MV Baby Shark Dance có lượt xem trên YouTube là bao nhiêu? A. 9 tỷ lượt xem, B. 10 tỷ lượt xem và C. 11 tỷ lượt xem hết. Cái gì biết thì tới, không biết, biết thì thôi. Không biết thì lôi. 11 đi Trúc, 11 đi Trúc. 11. 11 ạ. À. Trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Do nhắc bài. 11 phải hả? Đó là một đáp án chính xác, nhưng mà do mình nhắc bài cho nên là câu đó mình không có tên. Rồi anh nhắc là chi vậy? Em không biết được sao? Baby Shark em tự biết được chứ. Tôi rất sợ ca khúc này bởi vì tôi có hai đứa con, cứ tới giờ ăn là Baby Shark luôn luôn. Nguyên một xóm tôi cứ tới giờ cơm của các bé là ai cũng cầm cái tô chạy theo đu 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 đu. Sợ lắm. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta. Trong MV Chờ Trên Tháng 5 của ca sĩ Đan Trường, Đan Trường đã hóa thân thành nhân vật nào? A. Hoàng tử, B. Thư sinh và C. Thanh niên Mông Cổ hết. Ai đây? Anh đang trường khoái mấy cái vụ này lắm. Trung, Quang Trung. Quang Trung ơi. Cho em xin nghe lại ba cái kia chị. Hoàng tử, thư sinh và thanh niên Mông Cổ. Thanh niên Mông Cổ. Chính xác. Sao ạ?
Hãy thông cảm, bởi vì khi mà MV đó ra, đội tôi chưa đẻ. Đúng rồi. Đúng vậy ạ. Như vậy là trong câu hỏi vừa rồi thì đội bông màu cam đã giành chiến thắng, và điều đó cũng đã quyết định chiến thắng ở trong thử thách này thuộc về bông màu cam. Các bạn sẽ giành được một cái quyền ưu tiên ở trong cái thử thách tiếp theo với tên gọi Karaoke Bảo Tố. Đây là thử thách Karaoke Bảo Tố. Karaoke không ạ? Yeah. Mê lắm. Ai cũng đã từng đi karaoke rồi đúng không nào? Yeah. Nhưng mà karaoke ở trong cái phòng karaoke bình thường thì cảm giác nó xoàng quá. Xoàng quá. Yeah. Cho nên là ở đây chương trình đã chuẩn bị sẵn 3 căn phòng. Mình vô trong đó mình hát karaoke, mình có phục vụ nước nôi luôn. Có trái cây không chị? Trái cây thoải mái. Chúng ta đã chiến thắng. Vậy trong cái thử thách này, bông màu cam sẽ có quyền ưu tiên là lựa chọn thi trước hoặc là thi sau. Rồi tôi xin được thi trước ạ. Rồi tụi em xin được lựa chọn thi trước ạ. Ủa sao vậy, sao vậy, sao tự tin mình vậy? Mình là người thắng, mình được chọn thi trước hoặc sau chị, chứ không phải là những người thua. Tại vì ở đây là mấy đội trưởng đã có kinh nghiệm rồi, thi trước có vẻ ổn hơn. Thật ra thi trước là hết nước rồi, đội sau không bị ướt. Tại bây giờ xin mời đội bông màu cao của chúng ta vào vị trí ạ. À. Dạ. Vào vị trí rồi là 3 căn phòng karaoke Bảo Tố. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được biết đề thi mà chương trình sẽ cung cấp cho ba bạn là gì nha. Hãy cùng hướng mắt lên màn hình nào. Miền cát trắng. Chị nhớ không? Anh Lê Nhân nhớ không? Chị bài nhớ, anh nhớ, anh nhớ. Bài xưa. Chết rồi, bài này. Bài này có ai biết không ạ? Trong ba bài. Khoảng thời năm 2000 đúng không chị? Của anh đâu có. 2000 là mấy? 2000 là mấy? Anh Quang Vinh. Anh Quang Vinh. Anh Quang Vinh. Miền Cát Trắng anh Quang Vinh. Thì đúng đó. Rồi. Anh Quang Vinh ạ. Có ai biết hát bài này không? Dạ biết. Không biết. Trời ơi, chết rồi, sao chị Thanh không biết hả? Chút xíu quên người ta, chị Thanh chắc cũng nhớ. Chị Thanh cái bài này hồi xưa cũng nổi lắm, ở đâu cũng mở nghe hết trơn. Chắc lâu quá rồi không nhớ. Ok, và bây giờ sẽ là Miền Cát Trắng phiên bản bông màu cam. Bắt đầu. Một mình anh lang thang trên phố, nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa nào. Anh nhớ em từng đêm đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng. Vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau, từng nụ hôn
vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh. Điều vừa xa anh ơi, khi tình yêu luôn còn một mình anh lang thang, nghe tiếng mưa rơi. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm êm đềm. Bởi vì cái bài hát này khi mà cất lên làm cho chúng ta nhớ lại cái khoảng thời gian mà tầm năm 2000 á, lúc đó là cỡ tụi mình là còn cấp sách đến trường là đúng không, và thường xuyên là để dành tiền vô quán karaoke để hát những bài hát của anh Quang Vinh hay là anh Đan Trường, chị Cẩm Ly rồi đó. Thì phải nói là Sâm nghĩ là tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình thì có lẽ là bài hát karaoke vừa rồi cũng đã gợi nhớ lại một miền ký ức nào đó của quý vị, đúng không ạ? Nói đúng hơn là cúp cua. Cúp cua. Cúp cua đi hát karaoke. Xin mời các bạn quay lại vị trí của mình. Tôi đứng đây như một con búp bê lộng. Mắt hát chưa ạ? À? Mắt hát chưa ạ? À? Trước khi mà mình vượt qua thử thách thì chúng ta hãy cùng xem bài hát mà chương trình lựa chọn ngẫu nhiên cho đội Hoa Hồng Đen nha. Xin mời. Sôi động. Sôi động quá. Rất sôi động. Rất sôi động. Mà bài nhạc đen. Đang chỉ một đĩa. Đội của tôi tên là Bông Hồng Đen. Trớ trêu thay, bài hát dành cho đội lại là Chim Trắng của tôi. Rất sôi động nha. Tặng chị cái đĩa CD nhạc đen liền. Và bây giờ sẽ là ca khúc Chim Trắng Mồ Côi phiên bản Hoa Hồng Đen. Xin mời. Sôi động lắm rồi. Về miền Tây chơi mấy anh mấy chị ơi. Về quê em chơi hai anh ơi. Quê em có con chim trắng dễ thương lắm. Mình à, thấy thương dễ sợ. Thôi vô không được rồi. Con chim trắng nó trắng như em vậy đó. Vô nào. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Hiểu vậy ạ?
chiều quê hai đứa vui đôi đùi. Em cánh cỏ anh cánh ngắt mồ côi, phù sa vuông đắm chia đôi bờ, anh bên bờ em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mái đậy, nhớ điệu lý tình ta, ngân nga khúc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trên xa nơi chốn đầu, chim sáo bay đi mãi không về, vẫn chờ em nơi đây bên lỡ, rồi nhớ thương anh chim sáo không chờ. Thương chim quyên nước nở, thương con cá rô trên đồng, nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai nhớ, ai nhớ mà mong. Yo. Ơi Ly chàng ơi, ơi Ly chàng ơi, em thương mà em đợi con nương buồn tên nghe thái thái tê lòng. Mùa đúa thơm đã chín chín lâu rồi, mà bấy lâu anh không ghé về thăm. Ơi chim sao mồ côi, chim sao mồ côi, thương anh mà em đợi đêm trắng cò tháng nghe tái thái tê lòng. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sao không về cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều sao vô tình em. Hát đúng mà bán hoài. Rất là ướt luôn chị ơi. Mấy anh ơi, mấy anh có lạnh không? Hơi mặn này mà. Tự nhiên đang ra đồng chơi cái mưa ngang ngược vậy hà. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây lúa, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, ngày mùa bông, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi, phù sa vuông đắm chia đôi bờ, anh bên bờ em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mái đậy, nhớ điệu lý tình tang, ngân nga khúc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đầu, chim sáo bay bay mãi không về, em vẫn chờ anh nơi đây bên lỡ, rồi nhớ thương anh ta không chờ. Thương chim quyên nước nở, thương con cá rô trên đồng, nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai nhớ, ai đó mà mong. Yo. Đã chín chín lâu rồi, mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm. Đúng mà. Ơi chim sao mồ côi, chim sao mồ côi, thương anh mà em đợi đêm trắng cò tháng nghe tái tái tê lòng. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều sao phụ tình em. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều sao phụ tình em.
Cảm ơn phần vượt qua thử thách của đội Hoa Hồng Đen với bài Chim Trắng Mồ Côi, một phiên bản đầy ướt át. Và cảm ơn phần trình bày của các bạn. Xin mời các bạn về vị trí ạ. Xin cảm ơn ạ. Thử thách vừa rồi của hai đội chơi không những là đầy bão tố mà còn đầy ướt át nữa. Không biết là đội Hoa Hồng Đen của mình là thử thách sau mình đã chơi chưa? Chơi cái gì ạ? mình sẽ cố đang thua, đang quê á cho nên khó chịu lắm. Chơi cái gì? MC muốn chơi gì ạ? Nói chung là chơi một cái trò chơi khác cũng về âm nhạc luôn. Nhưng mà hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với đội Hoa Hồng Đen ở trong trò chơi đằng sau nha. Và chơi bây đi giờ chị. Chúng ta sẽ cùng đến với Vũ Điệu Hoang Mang. Quay trở lại với studio số 6 và đây là thử thách tiếp theo của chúng ta với tên gọi là Vũ Điệu Hoang Mang. Nghe chúng tôi biết đọc chữ ạ, Vũ Điệu Hoang Mang. Tức quá, có ai bộ. Mốt chị dơ á, chị cứ lơ luôn. Lướt qua luôn rồi. Đúng rồi. Chị cứ dơ hoài. Đúng rồi, nhắc tới vũ điệu thì chúng ta biết là chúng ta sẽ phải nhảy rồi đúng không? Đây là thể hiện cái tài năng vũ đạo của khách dạ. Mời tất cả người chơi. Nhưng mà chúng ta vừa phải thể hiện cái vũ đạo của mình, vừa phải thể hiện cái sự sáng tạo của mình. Bởi vì trong cái vũ đạo của mình á, mình sẽ phải diễn tả được cho đồng đội của mình hiểu được cái từ gợi ý mà chương trình đưa ra. Chúng ta sẽ có 3 thành viên trong một đội. Một người sẽ là người đoán, còn 2 người sẽ là người nhảy và diễn tả từ khóa đó. Chúng ta sẽ có trong 3 phút và 10 từ khóa của chương trình. Nếu từ nào không đoán được chúng ta sẽ cho qua. Và nếu như mà lát nữa đón xong mình có thể quay lại từ đó. Quá đơn giản ạ. Yeah. Không giấu gì tất cả mọi người, tôi rất là tự tin với những bước nhảy của mình. Và ngày hôm nay tôi mạnh dạn là người đoán và hai bạn này sẽ là người nhảy. Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy đội bông màu cam của chúng ta giành chiến thắng cho nên sẽ được lựa chọn thi trước hay thi sau và các bạn ấy quyết định thi trước. Rồi. Vậy bây giờ hai thành viên nhảy là chúng ta phải hóa trang nhé. Phải hóa trang hả? Dạ. Yeah. Ê, nói nghe nè, 4 đứa đang đi shopping hả? Mất thời gian của chương trình. Rồi, ghê lẹ nè. Chủ đề 10 từ khóa của các bạn đó chính là những trò chơi dân gian. Và đây là từ khóa đầu tiên. Vừa nhảy nha. Ô ăn quang. Bánh mì. Mà quá khó vậy.
bị kiệt sức á. Dạ. Cái này gì? Cái này cái gì mà cứ dần dần như vậy nữa? Múa nhảy dẻo ẹo dẻo 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 dung nhanh dung dẻ. Đúng hết 10 từ khóa luôn. Không, nhưng mà phải công nhận là đội của các bạn diễn tả rất là giỏi nha, và trung đoán cũng rất là hay luôn, bởi vì chỉ trong vòng có 3 phút, chưa sử dụng hết 3 phút luôn mà các bạn đã vừa diễn tả và vừa đoán được tới 10 từ khóa. Tại vì chủ đề này quá dễ à. Nhưng mà biết đâu cái gì chị cũng nói, cái chủ đề sau nó sẽ dễ hơn. Kìa, hy vọng là sẽ vũ được 10 từ. Vũ xin mời các bạn. Chủ đề dành cho các bạn là những bộ môn thể thao. Thời gian bắt đầu. Môn gì? Môn trượt bằng tim. Ê, đúng kìa, đúng phát. Vậy nè, trượt tiếp, chính xác. Boxing, võ thuật, taekwondo, máy chữ, không, đây là ba âm, một chữ nhưng mà ba. Đưa đây, giờ ngoãn thôi, máy chữ, môn, châu Á không, châu Á không, đắt, quá, quá, mình cũng chỉ mới thực hiện được 9 đáp án mà thôi. Quá giỏi, quá tuyệt vời rồi. Dường như vẫn chưa thoát khỏi vận đen của mình. Cho nên là chúng ta chỉ đúng có 9 đáp án mà thôi. Phần thắng ở trong thử thách này đã thuộc về đội bông màu cam. Trước khi chúng ta đến với thử thách tiếp theo thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Quay trở lại với studio số 6 và đây là thử thách tiếp theo của chúng ta có tên gọi là MV Bá Đạo. Nghe là đã thấy dữ dội rồi đúng không nào? MV Bá Đạo là gì ạ? Chúng ta sẽ phải diễn tả lại, chúng ta sẽ phải hoạt cảnh lại một chiếc MV, nhưng mà bằng sự sáng tạo của chính đội của chúng ta, có thể là bằng một cái phiên bản nó hoàn toàn khác so với phiên bản gốc cũng được, cho nó độc đáo nhất, cho nó bá đạo nhất là được. Một bởi cái version vì... của studio số 6 không chị? Đúng rồi, quyết định thắng thua của hai đội chơi ngày hôm nay sẽ phụ thuộc vào sự bình chọn của tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay. Oh. Nhưng mà hồi nãy là đội
Bông màu cam. Bông màu cam của chúng ta đã chiến thắng liên tiếp 3 thử thách. Cho nên là chúng ta được quyền ưu tiên là lựa chọn phong bì. Chương trình có để trong hai chiếc phong bì này. Mời đội của các bạn chọn trước. Ủa là người ta được chọn đâu, trước chị à? Đâu có mời đâu, cái đó em phải chọn rồi. Thì tôi mời vậy đó. Chúng ta có thể mở ra và xem hai MV đó. Có biết đọc không? Mà không biết thì tôi đọc giùm cho. Ôi tôi biết rồi. Biết chưa? Ủa sao được coi hai cái vậy? Đúng rồi, được coi hai cái và được chọn một cái mà mình thích. Ồ, thắng muốn làm gì làm. Tụi em quyết định chọn này ha. Đúng rồi. Diễm quá. Cái gì nói anh đi. Ơi ở lại. Anh ơi ở lại. Như vậy là tất nhiên là chiếc MV còn lại sẽ là của đội chúng tôi, đội Hoa Hồng vâng, Đen. Vâng. Mình công bố tên luôn đi cho đội Hoa Hồng Đen được không biết. Cần tôi biết đọc, đội tôi biết chữ ạ. À. Đưa cho chúng tôi. Đây. Đó. Xin cảm ơn. Ba chúng ta cùng đọc nhé. Thương em là điều anh không thể ngờ. Đều quá à. Vậy một lát nữa Sam sẽ quay trở lại để xem là chúng ta đã có ý tưởng gì chưa nha. Và bây giờ là các bạn hãy thảo luận với nhau nha. Sam sẽ qua đây một chút xíu. Đội bông màu cam của chúng ta đã từng xem qua MV Anh ơi ở lại chưa? Dạ rồi ạ. Mình đã có ý tưởng chút xíu nào chưa? Giấu bí mật đó chị, hồi nó diễn cho chị bất ngờ. Phải không? Nhưng mà bây giờ là Trung ơi, mình quyết định là ai sẽ là đội thi trước? Dạ, em quyết định đội chị Lâm Vĩ Dạ thi trước ạ. Xin mời đội Hoa Hồng Đen. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức MV Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ với một phiên bản độc đáo, đặc biệt đến từ đội Hoa Hồng Đen. Xin mời. Anh thu mình trong suy tư của em.
tuổi học trò của mình rất là hay. Và một tràng pháo tay nữa dành cho đội hoa hồng đen. Đó là cảm xúc riêng của Sam. Vậy thì không biết là trong cái câu chuyện mà đội hoa hồng đen muốn truyền tải đến cho các bạn khán giả nó cụ thể như thế nào? Nội dung câu chuyện là có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái đó, và tới khi mà ảnh chuẩn bị đi nước ngoài, đi xa, thì ảnh quyết định bày tỏ tình cảm với người mình thương. Nhưng mà đau đớn thay, nghiệt ngã thay thì cô gái mà anh ta yêu lại đem lòng yêu một người khác đó. Rồi bi kịch lại xảy ra một lần nữa khi mà cái chàng trai mà cô gái yêu lại không chấp nhận tình cảm của cô ấy. Thế là cô ấy mới chạy theo đọc lá thư và biết được cái tình cảm của người yêu mình. Nói chung gọi là gần ngay trước mắt mà không chịu tìm đó. Đó rồi mới biết được đâu là tình yêu đích thực và đi tìm tình yêu đích thực của mình, và cuối cùng hai người có một cái happy ending. Cái nỗi mà diễn mà xúc sổ độ tháo luôn. Và chủ đề của cái nội dung MV vừa rồi thì xin mời Nam. Cái chủ đề MV vừa rồi thì đội em muốn truyền tải là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ có những cái giá trị mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy và chúng ta vô tình bỏ lỡ đi nó. Và trong một khoảnh khắc nào đó thì chúng ta nhận ra được là cái điều đó là dành cho mình và nó là của mình và mình cần phải giành lại nó. Thì lúc đó sẽ là lúc mà cảm xúc dâng trào, là như là cái lúc mà em ôm chị dạ em xoay vòng quanh đó. Thì về tiền đình hàng chi nhờ cái khúc đó mà tóc mới sổ sáo như vậy nè. Đúng rồi. Hy vọng là các bạn khán giả sẽ ủng hộ cho tiết mục của Hoa Hồng Đen nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với MV tiếp theo của Bông Màu Cam. Thank you.
vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ. Một người khóc, một người đau. Đáng đời bà Tám, tôi nói thiệt luôn á. Chưa có một cái MV nào mà tôi thấy đáng đời bà Tám như vậy. Trong cái tác phẩm của mọi người là Sam thấy là diễn tả lại một cái chuyện tình hơi trái ngang đúng không? Các bạn có thể chia sẻ cụ thể một chút xíu không? Câu chuyện của tụi em thì cũng rất là nhẹ nhàng dễ thương thôi. Một cái chuyện tình tay ba. Dạ, cũng ba người. Khúc đầu thì nói chung là cũng nhẹ nhàng dễ thương tình cảm. Cho đến cái đoạn cao trào đó. Thì khi mà cô Tắm hòa giải cho hai cái anh chàng này thì hai anh chàng bỗng chốc trong cái khoảnh khắc đó thì hai anh chàng này nghĩ là mình nên đi đi để cô ở lại nó hợp lý hơn. Dạ. Tôi thấy cái MV vừa rồi nó rất nhân văn. Một câu chuyện hết sức nhân văn à. Dạ. Mình đến với phần bình chọn đi ạ. Còn ngay bây giờ thì trong thời gian để chờ đợi các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay bình chọn cho hai đội chơi của chúng ta. Thời gian để chờ đợi thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức một món quà âm nhạc đến từ các vị khách mời. Tơ tình một thời từng hẹn ước giữa đôi mình, gió sông vừa qua người đi để lại mối ta. Nhặt nhân duyên nơi chân trời lạnh lùng mà níu lấy những xa vời, bên xa đó rồi tìm vui nơi phồn hoa. Ngày em theo chân ai về thềm hồng người ta cưới tới hiên nhà, xót xa những hoa chờ ai mà khoe sắc hương. Cho anh bao đời chờ để sợ người ta đổi lấy ơ thơ, gấm hoa lụa là hoa hư không tình ta. Mây mờ giăng kín đã với cuối lưng đồi, trách chi khi em đã đi rồi, không chi cho mi hoen buồn thêm làn tóc rối. Ai từng đã hứa sẽ mãi chẳng xa rời, thế nhân đau thương hay quên lời, lỡ duyên cho thân anh chơi với không người nữa. Chân ai về tìm hồng người ta cưới tới hiên nhà, xót xa những hoa chờ ai mà khoe sắc hương. Tôi cho anh bao đời chờ để sợ người ta đổi lấy ơ thơ, gấm hoa luôn là hoa hư không tình ta. Mây mờ giăng kín đã biết cuối lưng đồi, trách chi khi em đã đi rồi, không chi cho mi hoen buồn thêm làn tóc rối. Chẳng xa rời, thế nhân đau thương hay quên lời, lỡ duyên cho thân anh chơi với không người nữa. Em giờ yên ấm đã vô xa đô thành, lãng quên đã qua sóng quê mình, giữ chân em sao cho đành khi còn tay trắng. Em lùi anh bước ta sẽ lối hai đường, đớn đau cái tên anh vô đường, biết ai không điêu toa xa xôi đâu mà thương. Mây mờ giăng kín đã với cuối lưng đồi, trách chi khi em đã đi rồi, khóc chi cho mi hoen buồn thêm làn tóc rối. Ai từng đã hứa sẽ mãi chẳng xa rời, thế nhân đau thương hay quên lời,
lỡ duyên cho thân anh chơi vơi không người nương. Em giờ yên ấm, em giờ yên ấm đã có xa đô thành, lãng quên nơi có sông quê mình, giữ chân em sẽ cho đánh khi còn tay trắng. Em lùi anh bước đã sẽ lối hai đường, nhắn đau cái tên anh vô lực, biết ai không đi qua xa rồi đâu mà thương. Nhau một ngày dưới mưa, yeah. Nụ cười anh thay ở trong giấc mơ. Chỉ muốn ở bên vậy thôi, lòng anh làm sao để vơi nỗi nhớ. Nhớ nụ cười, ánh mắt rạng ngời. Khi em tới bên anh làm tim rối bời. Và lúc này đây anh muốn nói, đã yêu rồi, anh đã yêu em rồi, bao nhớ thương trao về em mất rồi. Nhớ em nhiều, anh nhớ em rất nhiều, và nói với em một điều đó là trong giấc mơ. Sau bao lâu anh đã tìm thấy một người tự nhiên làm anh ngất ngơ. Một người là em đây, từ lần đầu mình gặp trong mưa ấy. Oh, lòng anh nở hoa, ngại ngùng mà không nói ra. Anh cứ biết nhớ mong ngày cứ đông đầy, anh có thể tròn sâu trong bao lâu. Nhưng anh biết đó là cảm xúc mà em thể có được nó tung ai đâu. Cứ chờ mãi, I don't wanna say goodbye. Khi mà anh thương em vẫn còn ngần ngại dừng lại chờ đến ngày mai. I wish you every night to call you all by my side. Em mong mọi điều tuyệt vời ngọt ngào trong tương lai cho cả hai. Không rồi em nhá, tay trong tay cùng say la. Rồi vời và lúc này đây anh muốn nói đã yêu rồi, anh đã yêu em rồi, bao nhớ thương trao về em mất rồi. Nhớ em nhiều, anh nhớ em rất nhiều, và nói với em một điều đó là cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi. Thì thôi em ơi, còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui, nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi.
trong những ngón tay đan vào nhau, đứng trong quán vắng liêu xiêu trời mưa, lướt con đường xưa. Em tìm ai? Tìm trong ký ức mong manh ngày sai, tìm trong nước mắt cô đơn trọn đời khóc không nhiều lời. Vì anh luôn yêu mãi em. Dù mai đây đôi ta cách xa, thì anh vẫn trao về em mãi mãi. Đời anh luôn mong có em, chỉ mong có em. Ngày nào đâu em sẽ biết ra, rằng mỗi riêng mình anh thôi yêu em mong em suốt kia. Và có lẽ anh không bao giờ trách hơn vì anh đã quá yêu Hoàng Gia, hân hạnh đồng hành quà tặng cùng chương trình. The Malibu Hotel, hân hạnh đồng hành quà tặng cùng chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với studio số 6. Và đây có lẽ là phần mà hai đội chơi của chúng ta mong chờ nhất, đó chính là phần thưởng của chương trình. Ai thắng mong chờ chứ tôi không mong gì. Dạ, tụi em mong chờ. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải biết được kết quả ở trong thử thách MV bá đạo. Đúng vậy, thử thách vừa rồi thì sau rất nhiều những cuộc tranh luận đến từ các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay của chúng ta, rất cân não để có thể lựa chọn được đội nào mà các bạn yêu thích. Và kết quả hoàn toàn nghiêng về đội Hoa Hồng Đen.
thật là danh dự chứ. Đúng wow. rồi. Một sự danh dự quá tràn đầy. Lấy cái màu đen vứt đi nè. Ba vòng trước là màu đen nó quện vô thôi. Bây giờ nó đi rồi, sáng sủa, đẹp đẽ, chiến thắng một vòng. Được chọn một hộp quà nữa đúng không chị Sam? Đúng rồi. Đội thua được chọn một hộp quà nữa. Đúng rồi. Như vậy là tổng kết lại 4 thử thách ngày hôm nay thì đội bông màu cam của chúng ta chiến thắng 3, do nên chiến thắng chung cuộc. Chúc mừng các bạn. Yeah. Em có ý kiến, nhóm Phương Nam là lúc là nhóm Phương Nam chọn là hết còn phương án để vào đội Quang Trung rồi. Chỉ còn một lối đi duy nhất là vô nhà chỉ làm bí dạ thôi. Đó, em có tiếc nuối gì không? Không em. Không thì thôi. Thực ra quan điểm sống của em ấy là cái gì nó dành cho em thì nó sẽ phải là của em. Cho nên em nghĩ là hôm nay em về đội chị Dạ là cái điều đó nó đã vốn dành cho em từ trước rồi. Dạ. Là em đã đen từ đó đến giờ rồi. Mẹ không nói nha, đội chị nói nha con. Tiến tới nha. Lòng em chưa? Em còn muốn phỏng vấn gì nữa không? Em muốn hỏi Tiến tới nè. Khi mà Tiến tới đã lùi một bước vào trong đội của chị thì cảm xúc của bạn ấy bây giờ như thế nào? Thực sự thì hôm nay đến với chương trình thì em chưa có tới được, nhưng mà em cũng thấy rất là vui khi mà được chung đội với lại chị Dạ. Mặc dù là không chiến thắng nhưng mà chị Dạ luôn gọi là bảo vệ đội tụi em hết mình. Đúng rồi. Chị có Dạ. Bảo vệ. Đúng rồi, chị Dạ giống như là một người mẹ vậy đó, một con đại bàng lúc nào. Một con đại bàng lúc nào? What? Một con đại bàng. Tôi là một con chim trắng. Một con đại bàng nó hợp với hình ảnh của chị hơn, tại vì em thấy là một cái sự bảo vệ của chị dành cho các đồng đội của mình rất trượng nghĩa. Chọn quà nữa chị Dạ tôi ơi. Nghĩ là gà mái nó hợp với tôi. Vậy còn đội chiến thắng ngày hôm nay, đội bông màu cam ơi, cảm xúc của các bạn như thế nào nè? Dạ, trước tiên là cảm xúc của em cảm thấy rất là vui vì đã vào đội của người bạn của em là Quang Trung. Ôi, ai thắng mà không vui. Dạ đúng rồi. Dạ, điều thứ hai là chơi thắng nữa em càng vui. Vui dạ, quá đi. Vui quá là vui. Chị Sĩ Thanh. Ở hôm nay đến với chương trình thì Thanh rất là vui, tại vì chung đội với hai người em cực kỳ là dễ thương và vui. Ôi, ai thắng mà không vui đúng không? Đúng quá trời. Đúng rồi. Vui vui rồi. Như vậy là quá vui rồi, đúng không nào? Trung thì như thế nào nè? Dạ, em quá vui luôn. Bữa nay là không những là có những người đồng đội bên cạnh mình chiến đấu, mà còn là những người đồng đội bên cạnh mình để mà cùng nhau dứt dậy. Mình phải hết làm cho đội bên kia mà cảm thấy là ê chê. Tôi thấy đội bên này nghèo nàn về câu chữ quá. Ngoài chữ vui ra không biết nói chữ gì khác. Tại vì không muốn dùng nhiều chữ mất công, chị cảm thấy hổ thẹn đó chị. Tủi thân và buồn bã, thua cuộc và bại trận à. Chúng ta đừng xích mích nhau nữa. Và bây giờ thật ra là chúng tôi không xích mích đâu nếu em không hỏi về cảm xúc. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng đến với giây phút nhận quà đi nào. Tất nhiên là đội thua cuộc của chúng ta thì làm ơn đừng có nói đội thua cuộc được không ạ? À? Đội thua cuộc của chúng ta sẽ nhận được một hộp quà, đó chính là hộp quà số 6. Sao nghĩ là cho các bạn nhận quà trước luôn đi ha. Dạ. Xin mời các bạn. Sao vậy, cứ tới lúc mà nhận hộp quà số 6 là chị né quá vậy? Đây là hộp quà số 6 dành cho các bạn. Hộp quà này là đặc quyền chỉ dành cho đội thua cuộc mà thôi. Đã tôi nghĩ là sau chương trình này tôi sẽ ghét bỏ con số 6. Không chứ. Hình như chị bị dính với số 6 này đúng không? Không, ngoài. Nào bây giờ xin mời các bạn mở ra. Mở đi, Phương Nam với lại Tiến tới. Nhấn vô. Mình hiện đại lắm. Coi chừng con gì nó phóng ra đó. Wow. Wow. Đồ ăn. Không. Ba chiếc bánh. Hình như chúng em nghĩ là có mù tạt. Đâu phải đâu, tại vì chương trình biết là mọi người tham gia thử thách nãy giờ là cũng mệt, thấm mệt rồi và cũng đói rồi. Còn gì trong này không à? Hết rồi chị ơi. Chị chui vô luôn chị chui vô luôn, đóng cửa lại luôn. Chui luôn vào chiếc hộp số 6. Mọi chiếc bánh dành cho một thành viên. Xin trời mời ơi, các bạn sợ quá. Dành cho một thành viên thôi. Không, một chiếc bánh, một thành viên. Mình tự bóc cho nó vệ sinh. Em mẹ không nào cũng phải thương con. Không gì bao la bằng tình mẹ. Thưa con ăn đi. Cái câu mà mẹ hay nói là mẹ no rồi. Thưa con ăn đi. Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa. What? Ăn hết đi em. Để ăn. 3, 2, 1. Ăn hết nha. Mọi người phải ăn hết á thì chương trình mới xong. Chứ còn cặp ngon quà mà. Là còn ngon mà sao vậy? Bánh gì vậy chị? Bánh gì vậy? Nam đã ăn hết rồi. Ăn cái gì mà cũng khá ngon. Ngon chị. Nhân gì vậy tới? Nhân gì em? Gái ta ăn tự tốn từ đầu cho không biết gì vậy. Gái vô vậy. À, đội mình thắng cuộc á thì mình sẽ được chọn hai cái hộp quà. À. Cho nên là anh Lê Nhân với lại chị Sĩ Thanh chọn nha. Mời hai người từ 1 tới số 5. Chị nghĩ chị sẽ chọn số 4. Số 4. Em sẽ chọn số 2. 246 luôn đi.
Vậy là 2 với 4 á chị Sam. 2 với 4. Không chị, em đổi ý rồi. Sập số 1. Đổi hả? Mình thắng nhất á, chọn sập số 1 đi. Đúng okay, rồi. Ok, số 1 nha. Dạ. Trước khi mở hộp quà thì Sam muốn được hỏi cảm giác của đội Hoa Hồng Đen sau khi mà ăn 3 cái chiếc bánh của chương trình như thế nào ạ? Ngon lắm chị. Anh nói ngon sao khóc. Ngon sao khóc. Có khóc gì đâu. Có chút xíu mù tạt à. À bánh mù tạt hả? Ở trong đó có chứa. Lúc đầu cắn thì nó một chút chuối hoặc là phô mai gì đó hơi ngọt, nhưng mà vào đến cuối bắt đầu là mù tạt, nó sập lên. Lừa. Đó bây giờ nó bây giờ mới lên à, bây giờ mới lên. Chúng tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong là nước mắt là biển rộng. Là biển rộng. Đó chính là phần thưởng cay đắng mà chương trình dành tặng cho đội thua cuộc. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bớt làm cái nét thương hại được không? Chị đừng có tỏ ra khổ sở cho người ta thương hại nữa chị hả? Không có làm gì luôn á. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng chóng mắt lên. Cùng chóng mắt lên. Ok, mở thùng quà số 1. Yeah. Trời ơi, em được ăn chị vô ơi. Chờ. Ê, mình lại được ăn nữa rồi. Chờ. Chiếc vô chờ đầu tiên là hai con cua nâu Iceland. Iceland. Tại siêu thị hải sản Hoàng Gia. Voucher tiếp theo là một con tôm hùm Canada. Canada. Và voucher cuối cùng là một kiosk Bullet Island. Bullet Island. Đến từ siêu thị hải sản Hoàng Gia, chúng ta có thể tổ chức một cái tiệc hải sản cùng với nhau nha. Xin chúc mừng các bạn. Yeah, cảm ơn chương trình ạ. Và thùng quà tiếp theo mà các bạn lựa chọn sẽ là thùng quà nào? Số 4. Số 4. Xin mời đội bông màu cam. Vô chờ tiếp. Wow, trời ơi, ngày hôm nay sướng nha. Mình ăn hải sản xong mình đi biển nè. Tại sao mình không đi biển mà mình ăn hải sản? Không, mình đem mấy con này mình ra biển mình ăn. Ok, hợp lý nha. Chúc mừng các bạn đã nhận được những chiếc voucher đến từ The Malibu Hotel Vũng Tàu. Wow. The Malibu. Đây, xin gửi cho các bạn. Cảm ơn chị. Ô, cái này thì không xin mình được đi rồi. Mình đi liền đi nào. Hình như là một chiếc voucher này là chúng ta áp dụng cho hai người lần. Trời. Có nghĩa ơi. Là chúng ta có ba gia đình cùng đi Vũng Tàu. Có thể mình trong đó ba người, mình đây 6 trừ chị Sam lại thôi. Ủa gì? Chúng ta sẽ lấy hải sản từ thành phố Hồ Chí Minh đem ra Vũng Tàu ăn. Tuyệt vời. Đúng rồi ạ. Và chúc mừng những phần quà đã dành cho đội bông màu cam. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Studio số 6. Quý vị khán giả hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình nha. 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.